Đối với mỗi gia đình, việc có một không gian thư giãn là vô cùng quan trọng. Nhưng không phải gia đình nào cũng có một dàn âm thanh thật sự chuẩn để các thành viên trong gia đình có những phút giây vui vẻ trọn vẹn bên nhau. Hiểu được điều đó, VDI đã cho ra đời những dàn âm thanh được phối ghép sẵn với chất lượng âm thanh y hệt những quán karaoke đã phục vụ cho hàng ngàn gia đình Việt trong nhiều năm qua. VDI chuyên gia âm thanh karaoke. VDI phối theo nguyên lý, lắp theo âm học. Dàn karaoke gia đình tiêu chuẩn 1 là dàn karaoke dành cho hộ gia đình có kích thước phòng hát khoảng 25m². Nào, bây giờ hãy cùng Tường vào tìm hiểu nhé. Đầu karaoke Agnos SK9108 là dòng sản phẩm karaoke cao cấp dành cho phòng hát chuyên nghiệp. Kho nhạc offline và online khổng lồ, không giới hạn tiện internet. Tìm và hát ngay tất cả các bài hát có trên YouTube. Cập nhật các bài hát mới vào đầu máy dễ dàng và nhanh chóng qua mạng internet, hoặc chép sang ngang USB, không lo thiếu bài. Xóa bài hát bất kỳ trong nguồn dữ liệu để tiết kiệm dung lượng lưu trữ. Sử dụng chuẩn nén H265 giúp sở hữu kho bài hát lớn nhất với thiết bị lưu trữ dung lượng nhỏ, đáp ứng chất lượng âm thanh và hình ảnh cao nhất. Hỗ trợ ổ cứng lên tới 6TB, phát video karaoke qua Wi-Fi, nghe thiết bị di động ngay cả bài KTV, video clip. Amly Zero BA503A được biết đến là dòng Amly cao cấp của Zero với độ bền bỉ và khả năng khuếch đại âm thanh khá mạnh. Không chỉ thế, chiếc Amly này còn được VDI cùng nhiều gia đình lựa chọn bởi những tính năng nổi bật sau: kiểu dáng hiện đại, sang trọng, đối với loa 3 tắc cho ra âm thanh mạnh và sâu, khuếch đại đầy đủ chất lượng âm thanh từ micro, máy phát nhạc, sản phẩm chất lượng cao, âm thanh sống động. Lobo 301 Series 5. Lobo 301 là một trong những thương hiệu karaoke nổi tiếng của Mỹ, được rất nhiều người yêu thích hiện nay. Sử dụng công nghệ Stereo Everywhere, độc quyền cho âm thanh rộng đầy và trung thực, bao phủ khắp không gian. Tiếng bass chắc mạnh với loa Fuzzer bền bỉ, kết hợp với kỹ thuật không hơi Boss, loa Switcher bén nhuyễn, mang đến cho bạn tiếng ca nhẹ nhàng và sáng tiếng. Với Bose 301, bạn sẽ tận hưởng được một bữa tiệc âm nhạc thật sống động, phù hợp với mọi không gian phòng. Chọn bộ dàn karaoke tiêu chuẩn 1 với giá 23.850.000 đồng, nhưng đến với VDI của chúng tôi chỉ với 20.490.000 đồng mà thôi. Đó là tin vui cho các bạn nào chưa có dàn karaoke cho gia đình mình vào dịp Tết này. Đừng quên, VDI luôn có những phần quà dành cho bạn và những phòng trải nghiệm âm thanh thực tế của dàn karaoke tiêu chuẩn 1. Xin chào và hẹn gặp lại.